Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh PTA nhé. Và PTA và cùng với bà xã này. Đây là bà xã và thằng cu nhóc nhà mình. Bây giờ thì cháu đã hơn 2 tuổi rồi đấy và lớn hơn rất là nhiều rồi. Và nhà mình bây giờ thì sẽ là một cái hành trình là đi từ Bắc và vào Nam. Và đương nhiên rồi thì và ta sẽ quay cái hành trình này cho các bạn và chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi hành trình của gia đình và ta đi từ Bắc vào Nam nhé. Và hy vọng là qua cái hành trình này thì đặc biệt các anh em mà muốn đi xuyên Việt từ Bắc Nam thì cũng sẽ có thêm những thông tin để thực hiện cái hành trình rất là tốt cho mình. Ok, và bây giờ thì gia đình của mình vừa khởi hành. Đây là chuyến đi vào Nam lần thứ 2 nhỉ? Lần thứ 3 nhé các bạn. Đấy, của gia đình mình. Và gia đình mình rất thích đi ô tô, lái ô tô đi cùng với nhau, đi từ Bắc vào Nam. Ok, và bây giờ hãy cùng với gia đình PTA bắt đầu hành trình này nhé. Bây giờ là mùa xuân đó các bạn, mới qua Tết được khoảng một tuần thôi. Và các bạn đã nhìn thấy một cái nét đặc trưng của mùa xuân ở ngoài Hà Nội hay là miền Bắc, đó là những cái các bạn thấy mưa không? Nhưng mà cái mưa này nó khác biệt so với mưa ở các miền khác. Bởi vì mưa này nếu mà mưa trong Nam là những mưa lớn đúng không? Mưa hạt. Còn mưa này nó li ti ấy. Các bạn có thể nhìn trên kính các bạn sẽ thấy là những hạt mưa nó li ti. Gọi là mưa phùn nữa các bạn, mưa xuân đấy các bạn. Đó, và PTA khởi hành là từ con đường Sienco 5 là đi qua khu đô thị Thanh Hà đó, và sẽ đi theo một con đường mà sẽ giúp cho chúng ta tránh được phí, tránh được mọi thứ mà con đường vẫn sẽ rất là đẹp. Thì các cái hành trình này thì PTA sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Và đi ô tô xuyên Việt khi mà có được cái thời gian và có được cái tóm lại là có được cái niềm đam mê, và đặc biệt hơn nữa là cả gia đình mà cùng đi với nhau, thì đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn, rất là hay luôn. Và mình PTA may mắn là có được bà xã cộng với thằng cu trên sàn cũng thích đi nữa đó, nên là bây giờ thì cháu cũng đã lớn rồi đó, nên là cái việc đi lại nó rất là dễ dàng. Và đi ô tô là một trong những cái trải nghiệm rất là thú vị. Chúng ta có thể chọn đi máy bay, đi mọi thứ. Tuy nhiên thì mà thậm chí là với các phương tiện khác như là đi máy bay nó còn rẻ hơn đó các bạn. Còn đi ô tô này sẽ mất chi phí hơn, mất thời gian nhiều hơn. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm và có được những cái chuyến, có đi đến một số cái điểm đó các bạn. Các bạn có thể ngắm được những cái hành trình. Trên hành trình có cái gì hay thì các bạn có thể đứng xuống, các bạn xem. Rất là thích nha các bạn. Tiết trời mùa xuân ở tại Hà Nội với cái thời tiết thì mưa phùn này và se lạnh là một trong những cái trải nghiệm, một trong những cái tiết trời rất là lý thú các bạn. Và trong tiết trời này ấy, thì mọi người đến với nhau và uống với nhau chén rượu rất là thích. Trời se lạnh rất là thích các bạn. Và đương nhiên là các anh em lái xe thì không có uống rượu nha. Bây giờ thì PTA sẽ chia sẻ cái không gian ở phía trong một chút xíu cho các bạn cùng xem nè. Phía trong bãi xe của PTA thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. PTA đang đi xe EcoSport Titanium đời 2019 và có ốp sau, tức là có cái lốp đằng sau. Đến đời 2020 thì người ta bỏ cái ốp rồi. Và PTA rất thích là có cái ốp đó. Đây, có xe có cái cửa sổ trời này để mà khi nào cần ánh sáng thì có thể gia tăng ánh sáng ở đây lên này các bạn. Đó, nó ở chỗ này. Và cái không gian xe thì nếu mà để bình thường thì nó khá là nhỏ, nhưng mà xe thì bà ta đã ở đằng sau ấy, nếu mà để ghế không ấy, thì nó khá là hẹp. Tuy nhiên thì bà ta đã đặt ở đây ấy, là thiết kế ở đây một cái tấm đệm này đó để cho bà xã này, bà xã có thể ngồi, có thể nằm đó. Khu trên sân nhà mình các bạn đang nhìn thấy à, đó, nó đang cùng với chú gấu gì, chú Mickey, chú chuột Mickey đang ôm chuột Mickey để chuẩn bị ngủ đấy các bạn, đang buồn ngủ đấy. Hello con, hello cái nào, yeah đó, yeah yeah, vậy con chào mọi người đi, con chào mọi người. Giỏi quá đấy các bạn, là cháu năm nay đã được hơn 2 tuổi rồi, vừa sinh nhật vừa Tết vừa rồi, xin Tết một chút xíu đó. Và lần này thì bà ta cho cháu đi
để có nhiều cái trải nghiệm trên hành trình. Và cái không gian xe này các bạn có thể mua một cái đệm, có một cái đệm các bạn. Đó thì gọi là cái đệm hơi. Cái đệm hơi đấy cũng chỉ mất có mấy trăm nghìn thôi à, 790.000 nhé các bạn nhé. Các bạn bơm lên nó căng phòng luôn. Đó, đằng sau đây này các bạn này. Đấy, ở đây có cả cái gối, nó có cái gối cho em mượn, có cái em ủa không ai dùng gối à? À hai mẹ con không dùng gối hả? Đây các bạn này. Đấy, nó có thêm cả hai cái gối này nữa. Hai cái gối này có thể để nằm ấy các bạn, khi mình nằm xuống thì mình nằm. Ủa em không dùng gối à? Ok. Đây các bạn, còn nếu mà các bạn lái xe mà các bạn mệt á, đó, các bạn muốn nó êm đầu các bạn lại để vô đây này, thấy không? Đó, rất là tiện lợi nha. Đấy. Đó. Đó các bạn, đó, và nó rất là tiện, vào tao thấy là rất là tiện. Và đi lái xe mà có cái đệm, với cái xe có cái đệm sau như thế này các bạn, thì nó biến cái không gian của chúng ta ở phía sau trở thành một cái không gian khá là rộng. Từ một cái không gian nhỏ hẹp mà bây giờ nó thành liền mạch, nó thành một cái không gian rộng các bạn, cực kỳ thoải mái luôn. Và ở đây có thể nói là một cái phòng khách sạn mini được. Và à, nếu mà các bạn mà đi phượt hay đi chơi ấy, đó, ví dụ như nhà mình là có một đứa thì sẽ dùng xe này được, nó vẫn có thể thoải mái à. Gọi là thoải mái thì không thể gọi là thoải mái như là ở trong phòng khách sạn hay những chiếc xe lớn hơn được. Nhưng mà nếu chỉ có một đứa con ấy, thì đi với một chiếc Esco Sport để đi xuyên Việt như thế này là thoải mái nha các bạn, không vấn đề gì cả đâu. Đó, còn hai đứa thì chắc chắn chỗ này sẽ không đủ bởi vì nó chật rồi các bạn. Đó, nó là như thế. Đấy thì đó là cái không gian phía trong, còn đồ đạc thì để sóc cốp rồi. Rồi một số đồ nhỏ nhỏ thì để luôn ở trên đây này, lên cái ghế trước. Đó thì mình để một số cái đồ nhỏ nhỏ để có thể ăn được luôn, hoặc dùng được ngay trên chuyến hành trình của mình, mình để trên đây. Đó các bạn, nó hay là máy tính này kia thì mình lại để trên cái ghế ở ngay bên tay phải của mình đây. Đó, còn ghế lái là như thế này. Đấy các bạn. Đó, đó, đó là cái không gian phía trong cái xe của mình nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta đang là để mình quay camera lại phía trước nha. Hành trình từ Bắc vào Nam là sẽ mất là gần 1.700 km đó các bạn. Và ta sẽ đi những cái đoạn, một số đoạn đường sẽ đi theo đường Hồ Chí Minh. Các bạn muốn mà đi nó không mất phí thì các bạn bọn ta sẽ chia sẻ toàn bộ cái hành trình này. Và đây là lần thứ 3 bọn ta đi rồi, đi cùng với gia đình á. Đó. Thì các bạn sẽ đỡ mất tiền chi phí tiền đường á các bạn. Đó. Bởi vì cái tiền chi phí đường xá là một trong những cái chi phí khá là lớn mà chúng ta sẽ phải chi trả khi mà chúng ta đi trên cái cung đường là xuyên Việt nha các bạn nhé. Rồi đây là cái đoạn cuối của đường Siêng Cô Năm. Sau khi các bạn đến đây thì đường Siêng Cô Năm là hết rồi, thì các bạn sẽ quẹo tay phải để đi vào đây này các bạn này, đến đây này các bạn sẽ quẹo tay phải này. Rồi. Cái này nó sẽ dẫn chúng ta đi đến đường Hồ Chí Minh nha các bạn nhé. Và bây giờ là chúng ta đang đến với cái quốc lộ 21B là đường đi Chùa Hương. Đó. Và con đường này chúng ta sẽ đi mất khoảng 14 km thì chúng ta sẽ nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái gọi là đường tỉnh 76 để dẫn ra đường Hồ Chí Minh. Trời mưa nên là trời mưa này ấy, bạn thấy cái tiết trời xuân này nó rất là hay, nó rất là đẹp. Tuy nhiên để đi ô tô ấy hoặc là đi xe máy thì các bạn đã nhìn thấy không, mọi người phải bỏ áo mưa này, đó khá là phiền phức và hơi lựa hơi bẩn một tí. Còn đi ô tô thì tiết trời này là tiết trời mà chắc mọi người sẽ không thích lắm bởi vì là nó bẩn đó các bạn. Đó, cái bùn ở này kia các bạn nó sẽ bắn lên trên, rồi thậm chí là cái xe trước á, mình đi mà gặp cái xe ô tô đằng trước nữa thì nó bắn cái bùn lên trên kính của mình luôn đó các bạn. Nó nên nó làm cho bẩn xe. Đó, nên là cái tiết trời này về để mà ăn chơi ấy, thì khá là thích, để ăn nhậu thì rất là thích, nhưng mà để mà gọi là di chuyển đi lại thì nó khá là bất tiện. Khá là bẩn. Đó. Ngoài Bắc thì nó khác với trong Nam ở chỗ là ngoài Bắc thì mùa xuân, ở ngoài đây thì tiết trời sẽ lạnh, tiết trời lạnh, nhiệt độ thì tầm khoảng 17-18 độ, hoặc là có lúc thì có khoảng chừng 12-13 độ thôi. Còn lại thì
trời lại có mưa đó, có những đợt mưa, có những đợt nắng, nó sẽ đan xen lẫn nhau. Còn ở trong Nam thì cái nhiệt độ thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều, khoảng là 29-30 độ, rồi là còn có cả trời nắng các bạn đó. Vậy nên là thời tiết nó làm cho hai miền nó thành khác nhau rất là nhiều. Và bà cha may mắn là sống ở tại cả hai miền luôn, vậy nên là bà cha thấy được là có rất nhiều cái sự khác nhau về cả thời tiết, về văn hóa, về cách sống đó, về phong tục tập quán đó của cả hai miền. Và bà cha thấy rằng là chính là do cái yếu tố thời tiết đó các bạn, và khí hậu này này, nó làm cho những người ở tại từng cái vùng khác nhau thì thích nghi và có những cái cách sống khác nhau. Bây giờ thì bà ta đã đến khu vực của đường Hồ Chí Minh rồi các bạn. Đi từ trong nội thành thì bà ta đã đi theo con đường đi Chùa Hương á, theo quốc lộ 21B. Và từ đó thì đi đến chợ Vài. Và ở tại đây thì đây chính là từ chợ Vài sẽ đưa các bạn, có một cái con đường sẽ đưa các bạn đi ra tới đường Hồ Chí Minh luôn. Và đây là đường Hồ Chí Minh. Bà ta chọn đi cái đường này bởi vì đường này nó vắng xe các bạn. Và thứ hai nữa là cung đường này á, trên hầu như cung đường Hồ Chí Minh này thì không có thu phí đó, không có trạm thu phí các bạn. Không phải vì mình tiếc đâu, nhưng mà các bạn biết đây thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái cung đường đi mà nó hiệu quả nhất ha. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là ở tại miền Bắc ở trong cái thời gian này các bạn này, thì các cái điểm du lịch hay vui chơi ở tại phía Bắc theo cái cung đường quốc lộ 1 ấy, thì hiện tại là nó không có, nó gần như là đóng cửa ấy các bạn. Đó, bởi vì đang là dịch á, vậy nên là chúng ta cũng không có ghé ở đó để chơi được. Vậy nên là bà ta quyết định là sẽ đi một mạch từ đây vào Huế luôn, và đi theo chủ yếu sẽ đi theo cung đường Hồ Chí Minh này. Ok, và cùng đi với bà ta nhé các bạn nhé. Cái cung đường Hồ Chí Minh này là một cái cung đường mà chạy song song với đường 1 quốc lộ 1A. Thì đây là một cái cung đường mà cũng không phải nhiều người đi đâu. Nếu các bạn đi thường các bạn sẽ đi đường 1 thôi, nhưng mà và ta đi ấy, và ta thấy rằng cung đường này là một cung đường đi rất là thích. Thứ nhất là đi tốc độ, toàn đi tốc độ 80 thôi, tức là cũng không có chậm hơn so với cái cung đường ở ngoài kia, cung đường cao tốc quốc lộ 1 đó. Và thứ hai là ở trên đây là khá ít xe nha các bạn. Các bạn vừa nhìn thấy một cái biển chỉ nó ghi là Cúc Phương 43 cây ấy, thì ở đây rất gần với Ninh Bình rồi các bạn. Tức là chúng ta đã đi được một cái đoạn đường từ nãy giờ, từ sáng giờ đi là được là gần khoảng 60 cây rồi. Để bà ta sẽ vượt qua xe này. Đường này thì nó sẽ hơi bé một chút xíu, nó có hai làn như này thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là mặt đường rất là tốt. Và đương nhiên là trên cái hành trình này từ đây và từ Bắc mà vào Nam thì có những cái gì nó hay và những cái địa điểm đẹp thì bà ta sẽ chia sẻ cho các bạn. Và hy vọng là trong cái chiều vào này chúng ta sẽ có những cái điều thú vị trên cái hành trình để có thể chia sẻ với nhau. Và ta sẽ còn thực hiện thêm một cái hành trình nữa là hành trình từ Nam ra Bắc mà đi theo đường ven biển, thì chắc chắn rồi thì cũng sẽ không thể không chia sẻ cho các bạn ha. Và ta sẽ cố gắng để quay lại toàn bộ những cái gì đó hay trên cái đoạn đường đi và trên cái cung đường đi và suốt cái hành trình để chia sẻ cho các bạn cùng xem đó. Bởi vì và ta biết rằng là cũng không phải có ai cũng có cái điều kiện để có thể thực hiện những cái chuyến đi Bắc Nam, bởi vì không ngoài cái ngoài cái việc mà điều kiện về vật chất thì không đáng là bao nhiêu, còn có là điều kiện về thời gian nữa không các bạn. Đấy, vậy nên là khi mà bà ta có điều kiện để thực hiện thì bà ta sẽ thực hiện và chia sẻ cho các bạn xem nhé. Và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh của bà ta nhiều hơn nữa bằng cách là chia sẻ video clip cũng như là đăng ký kênh. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi hành trình của bà ta, không chỉ là những xuyên Việt, còn là những hành trình khám phá những địa điểm. Và bà ta năm nay sẽ rất là mong muốn là sẽ đạt được một cái thành tích, đó là đạt được 100.000 subscribe. Hiện tại thì bà ta mới chỉ được có 20.000 subscribe thôi, và rất mong muốn là sẽ
đạt 100.000 subscribe trong năm nay và rất mong các bạn sẽ ủng hộ. Và bây giờ thì chúng ta đang đi trên cung đường Hồ Chí Minh, đoạn là từ Hà Nội rồi đi qua bên Ninh Bình. Và như các bạn đang nhìn thấy ở đây rất là ít xe luôn. Đó. Chỉ có lâu có mấy chiếc xe máy thôi. Vậy nên là chạy trên cung đường này các bạn là rất là thích. Tuy nhiên cái cung đường này thì nó sẽ không được như cái cung đường ở đường cao tốc ở ngoài quốc lộ 1A, bởi vì là cung đường này thì có dân sinh nên các bạn nhìn thấy có những chiếc xe máy. Còn đường cao tốc thì chúng ta sẽ đi một mạch, chúng ta không sợ xe máy. Nhưng đường này thì mặc dù chúng ta có thể đi được với tốc độ cao, tuy nhiên thì chúng ta phải chú ý bởi vì là có xe máy nha các bạn. Và người ta đi thì người ta thấy rằng là cái mặt đường, chất lượng đường đi ở Việt Nam của chúng ta thì người ta thấy là khá là đẹp rồi các bạn. Và nó khác xưa rất là nhiều rồi. Ngày xưa người ta có những cái chuyến đi và thấy là đường xá ồn, nó xấu và nó không có được tốt. Tuy nhiên bây giờ thì các bạn như đang có thể thấy cái đoạn này đi. Hầu hết trên từ đây vào Nam thì các cái đường đi bây giờ nó như thế này hết rồi các bạn. Nó không còn xấu như xưa nữa. Và đó là một trong những cái điều mà bà ta thấy rằng là rất là thuận tiện để cho chúng ta có những cái hành trình an toàn, có những cái hành trình vui. Và khám phá được trên các cái khắp cái nẻo đường và có thể khám phá được rất là nhiều về Việt Nam của chúng ta. Đó, như các bạn có thể thấy á, thì bọn ta đang đi trên cái cung đường Hồ Chí Minh, một cung đường rất là vắng xe và một cung đường rất là đẹp đó các bạn. Mặc dù đường thì không quá là rộng đâu, tuy nhiên cung đường chính vì cái mặt đường nó đẹp là một này, thứ hai là vắng xe nên chúng ta vẫn có thể chạy với tốc độ 80 km/h, cũng không chậm hơn là mấy so với khi chúng ta đi ở cao tốc nha các bạn. Tuy nhiên đi trên cung đường này thì các bạn sẽ phải chú ý quan sát, bởi vì có thể sẽ có những cái tình huống bất ngờ bởi vì có sự tham gia của xe máy á các bạn, và chúng ta đi qua những cái khu dân cư thì sẽ có người qua lại. Vậy nên là chúng ta sẽ chạy cẩn thận hơn và chú ý những tình huống này các bạn nhé. Hiện tại thì bọn ta đang đi đến khu vực này có thể là của Hà Nam rồi và rất gần với Ninh Bình rồi các bạn, bởi vì từ đây đến đường Quốc Phương chỉ còn khoảng 30 km nữa mà thôi. Bây giờ thì bọn ta đang đi đến khu vực tỉnh Ninh Bình và rất gần với rừng Quốc Phương rồi các bạn ạ. Hôm nay bạn đang thấy trên màn hình là một màu trắng xóa luôn, bởi vì hôm nay là có sự kết hợp của mưa xuân này nó và của sương, do vậy là toàn bộ các con đường một màu trắng. Và đến khu vực của Ninh Bình này thì là một cái khu vực mà có cảnh quan và núi non rất là đẹp. Và bọn ta cũng chào các bạn người Ninh Bình đang xem video clip này nhé. Ở tỉnh Ninh Bình thì có các cái khu du lịch rất là nổi tiếng, ví dụ như là Tràng An này các bạn đó, hay là có các cái ngôi chùa được xây dựng mới như là chùa Bái Đính, hay là nhà thờ cổ Phát Diệm, nhà thờ đá Phát Diệm đó các bạn. Nói đến Tràng An thì đúng là phải nói là một cái nơi mà nó có sông nước hữu tình và là một cái nơi vừa có nước vừa có sông, vừa có sông vừa có núi đó, rất là đẹp các bạn ạ, và có rừng. Và bây giờ thì chúng ta đang đi vào khu vực của rừng Quốc Phương. Thì các bạn biết là rừng Quốc Phương là khu rừng được xếp vào gọi là khu dự trữ sinh quyển của thế giới các bạn. Và con đường Hồ Chí Minh là một con đường đi băng qua khu rừng Phương này luôn. Và chúng ta đang nhìn thấy một cái không gian rất là đẹp, một cảnh quan rất là đẹp của núi, của rừng và ẩn phía sau cái làn sương các bạn.
rất là đẹp luôn các bạn. Khi mà chúng ta đi xuyên Việt như thế này á, thì không biết các bạn đang xem trên màn hình thì cảm nhận thế nào, còn với bọn ta thì những cái hình ảnh, những cái cảnh đẹp trên cái cung đường này là cái điều mà bọn ta rất là thích. Và như vậy bọn ta rất thích những cái chuyến đi. Và có một cái đặc điểm nữa là không phải cứ bất kỳ mình đi đến một điểm nào đó các bạn, mình sẽ không bị chán, bởi vì là khi mà các bạn đi đến với một cái khu vực, và nếu vào những ngày khác nhau và thời tiết khác nhau, thì sẽ cho các bạn những cái cảm nhận, những cái khung hình, những cái cảm giác rất là đẹp. Hôm nay các bạn nhìn ở phía trên đi, đó, trời sương mù dày đặc luôn. Và chúng ta đang đi trong một cái khu vực rừng rậm. Đường Quốc Phương này là một cái khu rừng rậm nha các bạn. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa đi ra khỏi đất Hòa Bình, ở ngay tại khu vực của rừng Quốc Phương này. Đó là ranh giới giữa đất Hòa Bình và Thanh Hóa. Vào tới đây thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là mặt đường đã khô rồi, tức là trong đây chỉ còn sương chứ không có bị mưa, sương và mây ở phía trên cả. Các bạn nhìn trên đỉnh núi á, nó dày đặc luôn. Chúng ta đang đi qua một cái cầu cục cạn rất là đẹp, xuyên qua rừng Phúc Phương. Cánh rừng này rộng thật đấy các bạn. Lại là một cái cầu khác nữa, đây là cái cầu Cúc Phương 2. Thanh Hóa là một cái tỉnh mà có rất là nhiều dân số, rất là đông, rất là nhiều người. Và Thanh Hóa thì giáp với Ninh Bình này, giáp với Hòa Bình luôn này đó, và giáp với cả Nghệ An, Hà Tĩnh. Và Thanh Hóa các bạn có một cái mảnh đất mà có rất nhiều loại nhân tài, thật sự là rất nhiều nhân tài ở đây. Như các bạn biết là vua Lê Lợi á, là cũng là người Thanh Hóa nha các bạn. Đấy là một trong những cái người anh hùng hào kiệt rất là nổi tiếng của dân tộc Việt Nam, thì cũng là xuất thân từ Thanh Hóa. Và hàng năm các bạn có nghe đến cái lễ hội Lam Kinh, đó chính là lễ hội mà người dân ở tại Thanh Hóa người ta tổ chức để mà nhớ về tổ của người Thanh Hóa, đó là Lê Lợi các bạn. Và nếu các bạn nào là người Thanh Hóa đang xem video clip thì bà ta xin chào các bạn nhé. Và bà ta đang thấy là Thanh Hóa đang rất là phát triển, ngày một phát triển lên. Và thực sự mà nói là đây là một tỉnh lớn này, và lại có đông dân cư nữa, đó, rất nhiều người nữa. Vậy nên là tức là dân số rất là đông. Vậy nên là đúng là nó phải là một trong những cái tỉnh lớn và phát triển ấy, về mặt kinh tế nữa, thì nó
có xứng tầm với cái vị trí địa lý này và cái mức độ dân số. Và vào đến đây thì các bạn có thể thấy rằng là trời đã quang luôn rồi và không còn mưa nữa. Và đến đây thì không còn mưa xuân và cái sương mù ấy các bạn. Và nhìn lên các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có thể nhìn được ra xa rồi, trời trong hoàn đi. Và từ ngoài Bắc mà vào trong Nam thì khí hậu thời tiết cũng thay đổi. Và chắc chắn là trên cả cái cung đường đi này là các bạn sẽ nhìn thấy, nếu các bạn theo dõi từ đầu cho đến hết cái hành trình của chúng ta thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái sự thay đổi không chỉ về mặt cảnh quan mà còn là về cái khí hậu thời tiết đó. Các bạn sẽ nhìn thấy được cái điều đó. Nếu ngoài Bắc lúc nãy chúng ta đi thì các bạn đã nhìn thấy là mưa xuân với những cái cơn mưa phùn nhỏ, và chỉ cần vào đến Thanh Hóa này, Nghệ An này thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy là mưa đã không còn nữa rồi, đúng không? Ngớt rồi. Và nếu các bạn chúng ta mà đi qua Nghệ An thôi thì sẽ không thấy mưa phùn nữa đó, gần như là hết rồi. Và đi vào tới Huế thì thôi là coi như là một cái kiểu khí hậu khác. Đà Nẵng thì lại thay đổi thành một cái kiểu khí hậu khác. Và chắc chắn là trên hành trình đi này, nếu các bạn theo dõi và các bạn để ý, các bạn sẽ thấy cái điều đó. Và đương nhiên thì bọn ta sẽ quay gần như là những cái gì gọi là đặc sắc, những gì hay ở trên toàn bộ hành trình này để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé. Và các bạn đừng quên là các bạn chia sẻ ý kiến của các bạn ở phía dưới comment nhé. Và cũng như là chia sẻ video clip này để thật nhiều người xem video clip và khám phá đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta thông qua các hành trình xuyên Việt du xuân mà bọn ta thực hiện nha các bạn.